Lời đầu tiên cho phép Thảo xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn học sinh và các bậc phụ huynh đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay, và đặc biệt là đến với webinar ngày hôm nay của Hằng Lương của chúng tôi, đó với chủ đề là du học Úc cùng Edith Cowan College và Edith Cowan University. Thì có lẽ là video chia sẻ đầu của webinar ngày hôm nay đã nói lên tất cả rồi. Thì chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Edith Cowan và Edith Cowan University các bạn nhé. Thì nội dung của chương trình webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm các phần sau. Đầu tiên là giới thiệu về ban tổ chức và khách mời tham dự. Tiếp theo là giới thiệu về Hằng Lương, giới thiệu về trường Edith Cowan College và Edith Cowan University, và đặc biệt là chia sẻ về visa du học Úc của bạn Thùy Trang. Tiếp theo là cái phần mà các bạn đang rất là mong chờ đây, đó là phần Q&A, là các bạn sẽ có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Thùy Trang hoặc là đặt câu hỏi trực tiếp cho chị Vân Anh là đại diện của trường Edith Cowan tại Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn giải đáp tất cả các thắc mắc trên trong buổi ngày hôm nay. Thì khách mời tham dự ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Thảo. Thì Thảo sẽ là MC của chương trình, sẽ là người dẫn dắt các bạn đi xuyên suốt cái webinar ngày hôm nay. Tiếp theo đó là chị Vân Anh, là đại diện tuyển sinh của trường Edith Cowan tại Việt Nam. Và thứ ba là bạn Thùy Trang, đó là học sinh của trường Edith Cowan và bạn vừa đạt visa. Thì chị Vân Anh và bạn Thùy Trang thì xin phép là có thể gửi lời chào tới tất cả các bạn đang theo dõi buổi webinar ngày hôm nay được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, đã các bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh đang theo dõi buổi webinar ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn Hằng Lương đã mời Vân Anh đến để tham gia chia sẻ cho quý vị học sinh, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Thì Vân Anh hiện tại đang là quản lý tuyển sinh vùng Indochina cho Edith Cowan College và Edith Cowan University. Thì mình cũng có 8 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục của các trường đại học trên thế giới, và hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ có giá trị cho các bạn học sinh tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Thì rất cảm ơn chị Vân Anh đã đồng ý tham gia buổi webinar ngày hôm nay của Hằng Lương, và hy vọng là buổi webinar ngày hôm nay sẽ mang tới thật nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Hello Thùy Trang, em có thể say hi với các bạn được không ha? Xin chào mọi người, em là Thùy Trang, em hiện đang là học sinh, du học sinh của trường Edith Cowan College, và hiện em đang học hệ Diploma of Communication and Creative Industry, có nghĩa là hệ truyền thông của trường. Rồi ok, chào em ha. Thì không đợi các bạn chần chừ lâu thêm nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung của buổi webinar ngày hôm nay luôn đây. Thì
Đầu tiên thì cho Thảo xin phép dành vài phút ra để giới thiệu về Hằng Lương. Thì công ty của chúng tôi là công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương, được thành lập vào năm 2004 với số giấy phép kinh doanh và giấy phép tư vấn du học trên slide. Thì trụ sở chính của chúng tôi là 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và địa chỉ văn phòng chi nhánh của chúng tôi là số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt, với fanpage là du học Hằng Lương và website là duhochanglương.edu.vn. Thì khi mà các bạn có bất kể thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ thông tin gì thì các bạn có thể lên fanpage của chúng tôi hoặc là lên trực tiếp website và để lại các thông tin để chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn giải đáp các thắc mắc này. Thì Hằng Lương là đại diện của hơn 2.000 viện giáo dục và cao đẳng hàng đầu trên thế giới, và chúng tôi có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Với công ty của chúng tôi thì có top 100 công ty có giấy phép hoạt động tư vấn du học được cấp bởi Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, và có một cái vinh hạnh rất là lớn là chúng tôi là tự hào là đơn vị đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học tại thành phố Đà Lạt do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp. Và mỗi năm thì có hơn 250 bạn sinh viên đến từ tất cả các quốc gia như là Singapore, Anh, Úc, Mỹ và Canada, Malaysia, Thái Lan thì sẽ được có visa để đi du học khi mà đến với Hằng Lương chúng tôi. Thì bên phải các bạn đó là đại diện tuyển sinh, và bên trái là các cái visa mà các du học sinh có được. Thì đây cũng là một cái niềm vinh dự rất là lớn đối với Hằng Lương của chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là cảm ơn các quý vị đối tác đã đồng hành cùng với chúng tôi suốt 17 năm vừa qua trong cái quá trình hình thành và phát triển. Thì về tính chất pháp lý thì như ban đầu Thảo cũng có chia sẻ về hai cái giấy phép kinh doanh của công ty Hằng Lương, thì đặc biệt là chúng tôi thì đều có chứng chỉ nghiệp vụ, tức là các bạn tư vấn viên thì sẽ phải có chứng chỉ nghiệp vụ trong cái quá trình tư vấn du học để mà hỗ trợ thật là nhiệt tình cũng như là mang tới các bạn sinh viên những cái kiến thức tốt nhất. Thì xin phép được chia sẻ một clip giới thiệu về công ty Hằng Lương. Hằng Lương mang một ý nghĩa rất là lớn lao. Chúng tôi được thành lập năm 2004 với sứ mệnh là phục vụ tốt, giáo dục tốt để giúp các em học sinh sinh viên của Việt Nam đến với các nước như là Singapore, Malaysia, Philippines, Anh, Úc, Mỹ, Canada. Bởi vì chúng tôi là một trong những cựu du học sinh để có được những cái kinh nghiệm để giúp đỡ và chia sẻ cho các em du học, mang đến cho các em những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm. Bởi vì là khi mà mới lần đầu tiên mình đi du học, mình sẽ có những cái bỡ ngỡ và gặp rất là nhiều khó khăn, và cũng không sao, chúng tôi là những người đã có kinh nghiệm và chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm đó để đi hòa nhập với những cái đất nước khác, những cái nền văn hóa khác. Cái cơ duyên mà để mình hợp tác với công ty du học Hằng Lương á là cách đây 2 năm, khi mà mình đã tích lũy đủ tài chính để mà du học thì có một người bạn giới thiệu mình tên Cặp, chị Hằng, thì mình đã được chị rất là nhiệt tình đã tư vấn cũng như là giúp đỡ mình trong cái việc mà nhập hồ sơ du học ở Singapore. Và 2 năm sau khi mà mình trở về thì mình quyết định là hợp tác với công ty tư vấn học Hằng Lương. Vì thứ nhất, anh chị đều là đã như những người du học sinh, cựu du học sinh của Singapore rồi, và khi mà mình được lắng nghe anh chị tâm sự cũng như là giúp đỡ những cái bạn sinh viên thì mình cảm thấy là mình cũng có một cái niềm đam mê, mình cũng có một cái gọi là cái lòng quyết tâm để mà có thể giúp đỡ các bạn sau này. Nói chung là rất là hài lòng luôn. Mình cảm thấy là ban đầu thì cũng gọi là không có tin tưởng lắm hết đâu, tại vì mình sợ là cũng giống như những cái chỗ khác á, họ chỉ gọi là tư vấn mình, thuyết phục mình thôi, đó là như vậy. Nhưng mà cảm thấy cái giờ dần dà cái gọi là khi mà trao đổi, tại vì mình phải làm bản hợp đồng rồi này nọ, thì bắt đầu mình qua trao đổi nhiều hơn thì cảm thấy là tận tâm lắm, mình luôn tận tâm lắm. Từ những cái nhân viên trước không đi chăng nữa thì cũng rất là nhiệt tình với mình, hầu như tất cả câu hỏi thì họ đều đáp ứng cho mình, những yêu cầu của mình họ cũng đáp ứng nữa đó, mình cần gì họ cứ đáp ứng như vậy, thì rất là nhiệt tình luôn. Cảm thấy là giống như là vô tới là giống như là gia đình vậy đó, chứ không có phải là người ngoài nữa. Tôi sẽ rất là hài lòng các công ty phụ chăm sóc cũng như là giới thiệu về cái đất nước và mình muốn đi, cũng như là dự định sắp tới của mình về ngành học, về trường mình đang học, cũng như là công ty cho biết hết tất cả các thông tin, cũng như là giải thích cặn kẽ về
mọi hoạt động mình chuẩn bị làm sắp tới và cùng mình lên kế hoạch cho công việc tương lai sắp tới. Thật ra thì chị không có rành về du học đâu. Bởi vì khi mà tìm đến Hằng Lương đó, chị yên tâm lắm. Tại Hằng Lương tư vấn cho chị những cái thông tin hữu ích là nó thực tế, ví dụ như phù hợp với nhu cầu của mình, chứ không phải là Hằng Lương chỉ đưa ra những cái thông tin ví dụ như là những cái trường có sự hợp tác với Hằng Lương hay như thế nào thì không, hoàn toàn là không có dựa trên cái đó, mà chỉ dựa trên nhu cầu của mình, những cái mình mong muốn, thì để tìm một cái trường cho phù hợp. Thậm chí những cái trường mà không có hợp tác với Hằng Lương, mà nếu mà mình yêu thích thì Hằng Lương cũng sẽ tìm mọi cách để liên lạc và tư vấn cho mình. Trong 15 năm qua, chúng tôi là trải qua rất là nhiều cái thăng trầm. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là những ngày đầu chúng tôi thành lập. Chúng tôi là một đơn vị, một cái văn phòng chỉ có 20 mét vuông thôi. Và lúc đó văn phòng chỉ có 4 nhân viên. Khi mà chúng tôi phát triển vào năm 2009 thì chúng tôi đã phát triển. Hiện tại thì con số văn phòng chúng tôi đã là tổng cộng là 14 nhân viên. Và vào năm 2012 thì chúng tôi đã có được cái giấy phép hoạt động của tư vấn du học của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Thì đây là một cái bước ngoặt mà lớn trong cái đơn vị du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhân tiện trong clip kỷ niệm 15 năm lần này thì tôi cũng xin đại diện cho công ty Hồng Lương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác, quý phụ huynh học sinh và các bạn nhân viên đã cùng đồng hành chúng tôi trong suốt thời gian qua, và tôi xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Đó là một niềm tự hào của công ty chúng tôi. Hằng Lương thì luôn luôn sẽ mang tới các bạn những cái tư vấn tốt nhất và phù hợp nhất, đặc biệt là với đội ngũ nhân viên có tâm, có tầm, cùng với những cái chính sách mà chúng tôi đem lại cho các bạn. Thì Thảo hy vọng rằng là chắc chắn là các bạn sẽ tìm được một cái mái nhà thực sự, một cái gia đình thực sự khi mà quyết định tới với Hằng Lương. Thì tiếp theo đây là phần giới thiệu của trường Edicowan College, và chị Văn Anh sẽ là người hỗ trợ Thảo trong phần này để mang tới cho các bạn các cái thông tin về trường Edicowan, để mà đặc biệt các bạn khi mà quan tâm tới trường cũng như là có các cái câu hỏi cho đại diện trường thì các bạn hãy để lại trong phần box chat để mà Thảo cùng với lại chị Văn Anh có thể hỗ trợ cho các bạn để giải đáp các thắc mắc trên. Dạ thì em xin mời chị Văn Anh ạ. Cảm ơn Thảo. Thảo có thể để cho mình co-host được không? Để mình share mình. Dạ rồi. Cảm ơn Thảo. Okay, không biết là mọi người có đang thấy được màn hình của chị không ha? Em có thấy ạ. Xin chào mọi người. Thì như là lúc nãy chị có chia sẻ thì chị đang làm việc cho trường Edicowan University và Edicowan College. Thì ở trường thì sẽ tọa lạc tại thành phố Perth. Thì thành phố Perth là một thành phố mà có ở phía bờ tây của nước Úc, và là một nơi có khí hậu khá là ấm áp, dễ chịu, cùng có xe chung múi giờ với 60% dân số trên thế giới, và chỉ cách Việt Nam một múi giờ thôi. Và có lẽ ít lát nữa thì chúng ta sẽ hỏi bạn Sophia xem là bạn cảm nhận của bạn khi mà online thì như thế nào, khi mà chúng ta chỉ cách một múi giờ thôi. Thì từ quan điểm của chị thì chị thấy là việc mà múi giờ không chênh lệch nhiều á, thì có một cái thuận lợi cho các bạn trong quá trình mà các bạn học online. Và Perth thì cũng là một thành phố mà sẽ là thành phố mà gần với lại các thành phố lớn khác ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Và quan trọng hơn thì thành phố Perth là một trong top 6 thành phố dễ sống nhất trên thế giới, và rất là an toàn, là xếp hạng số 21 trên 230 thành phố trên thế giới về chất lượng cuộc sống cũng như là an toàn, và là một thành phố rất tốt cho sức khỏe và là ấm áp. Và cái sự đa dạng sinh viên quốc tế thì cũng rất là
rất là cao. Và hơn thế nữa thì cái nền kinh tế của Tây Úc cũng là đang là nền kinh tế mạnh nhất ở trong quốc gia, với cái tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất và cái mức lương trung bình thì sẽ cao hơn 8% so với các thành phố khác, các cái tiểu bang khác. Và cái điểm quan trọng là 6 trên 10 các công ty năng lượng hàng đầu thì đặt trụ sở chính tại Perth, và đồng thời thì đây cũng là ngôi nhà của những trung tâm điều trị này, nghiên cứu và giáo dục y tế lớn ở Nam bán cầu, và đây là một khu vực ưu tiên, cho nên là các bạn du học sinh sẽ được ở lại thêm 1 năm để làm việc so với lại quy định thông thường. Thì đây là những cái điểm thuận lợi rất là lớn cho các bạn học sinh. Và ngoài ra thì sinh viên học tại ECC, Edith Cowan College và ECU, Edith Cowan University thì các bạn sẽ được giảm 40% chi phí giao thông công cộng tại Tây Úc, và có dịch vụ xe bus miễn phí trong trung tâm thành phố Perth, Joondalup và Freeman Lake. Thì cái này là những cái rất là tốt dành cho các bạn học sinh, và chi phí thì cũng hợp lý. Có nhiều sự kiện diễn ra, và nhất là cho các bạn học chương trình sau đại học thì sẽ có miễn học phí cho người phụ thuộc. Và mọi người chỉ có thể trên slide đây một số hình ảnh của thành phố Perth để mọi người có thể hình dung cuộc sống của các bạn du học sinh khi học tập tại đây sẽ như thế nào. Là một thành phố ven biển với rất nhiều hoạt động cho các bạn, và để mọi người có thể hình dung về Edith Cowan University và Edith Cowan College thì chúng ta có thể xem một video clip ngắn nhé. Thì trường đã thành lập vào năm 1991, và đây là một số thành tựu trong vòng 30 năm qua. Inspired by the work of Edith Cowan, we set out in 1991 to transform lives through education and research, giving our students the tools they need to take on the world. We've come a long way in our 30 years, growing into a modern, vibrant university and accomplishing some pretty incredible things. We've earned a spot in the top 100 young universities worldwide, with our teaching quality consistently ranked among the best in Australia. Our campuses have world-class facilities for teaching and research, with great places to study and relax. And the Western Australian Academy of Performing Arts at ECU is one of the most celebrated performing arts academies in the world. We pride ourselves on our forward thinking, delivering up-to-date theory and skills to tackle the problems of tomorrow. And with the announcement of the new ECU City Campus, our future looks brighter than ever. Thì đây là một clip ngắn thôi, nhưng hy vọng là qua clip này thì các bạn học sinh cũng như quý vị phụ huynh có thể phần nào hình dung về trường Edith Cowan University. Thì là một ngôi trường mà các bạn học cao đẳng sẽ chuyển tiếp lên, và đây là một ngôi trường với cơ sở vật chất rất là hiện đại và có sự đầu tư rất lớn về chất lượng giáo dục cũng như là các phương tiện để giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Và một số sự thật thú vị về ECU thì chúng ta có thể thấy ở đây là trường thì sẽ có 3 cơ sở lớn tại Tây Úc. Và trong đó thì cơ sở chính là sẽ bao gồm Joondalup, Mallory và một cơ sở Bunbury. Và trong tương lai vào năm 2025 thì sẽ có một cơ sở nữa ở ngay trung tâm của downtown của thành phố Perth. Thì hiện tại thì trường cao đẳng, trường mà bạn Trang đang sẽ học thì sẽ nằm ở gần campus Joondalup. Thì trường sẽ có hơn 250 khóa học với 31.000 sinh viên sau đại học và hơn 6.000 sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau, và có mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu và cơ sở vật chất như chị có đề cập là hết sức vượt. Đây là những cái điều thuận lợi cho các bạn học sinh, sinh viên khi mà các bạn đến học tập tại ECU và ECC. Và mọi người có thể thấy trên PowerPoint là một số hình ảnh của trường mà các bạn học sinh cũng như là của các bạn sinh viên đang học tập tại ECC và ECU. Và như mọi người có thể thấy ở đây thì đây là cái campus mới của ECU trong năm 2025 thì sẽ được đưa vào hoạt động. Campus này thì nằm ở ngay downtown của thành phố và gần ngay với lại cái tòa nhà chỉ riêng dành cho sinh viên quốc tế thôi. Thì cái tòa nhà dành cho sinh viên quốc tế thì đã đưa vào hoạt động rồi từ năm nay. Thì đấy là một số chia sẻ của chị về Edith Cowan College và Edith Cowan University. Thì quả là những cái thông tin chia sẻ rất là hữu ích, và đặc biệt là rất là đón chờ cái sự
ra mắt mới của campus mới của nhà trường. Thì sau khi mà chia sẻ về các cái điểm nổi bật để thu hút các cái bạn sinh viên quốc tế rồi, thì chị có thể cho em hỏi là về cái phần hồi nãy chị có nói tới vùng PERT, thì chị có thể chia sẻ thêm cho các bạn kỹ hơn về campus PERT của trường này, vị trí địa lý này, các cái tiện ích này, tỷ lệ sinh viên Việt Nam khi mà chọn trường trong khu vực được không ạ? Ừ, thì như các bạn có thể thấy trên chúng ta sẽ quay lại ở đây nhé. Thì mọi người sẽ thấy là sẽ có ba campus chính ở Tây Úc, là ở trung tâm của thành phố Perth này, Joondalup và Mallory là chủ yếu các bạn sẽ học ở đây. Thì từ trung tâm của thành phố Perth các bạn có thể đi lại bằng xe bus hoặc sẽ có xe shuttle bus như trong clip mà các bạn thấy ấy, và có xe để đưa đón học sinh, hoặc là các bạn có thể đi train. Thì các cái trung tâm của Joondalup thì cũng nằm ngay gần cái trung tâm thương mại lớn nhất của Tây Úc, cho nên là cái việc đi lại của các bạn học sinh trong của ECU thì chị nghĩ là hoàn toàn thuận lợi. Và ngoài ra thì trường cũng có nhiều hỗ trợ dành cho các bạn học sinh, như là những chính sách mà chị vừa đề cập ở trước đó, đó là các bạn sẽ được giảm chi phí giao thông công cộng và có xe shuttle bus free để các bạn đi lại giữa các cái campus. Rồi thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị về campus PERT. Em tin là các bạn cũng đang rất là hy vọng về campus này. Dạ rồi, thì vậy thì ranking của trường ECU của mình thì hiện tại như thế nào chị ha? Khi mà đề cập về ranking thì chị sẽ như mọi người có thể thấy ở đây là location ở Joondalup này, thì Cowan College sẽ nằm rất là gần với Edith Cowan University, ngay cạnh bên cạnh luôn. Và ranking nhất thì ECU là một trong những trường đại học tốt nhất, nằm trong top 2.5% các trường đại học trên thế giới là cập nhật theo bảng xếp hạng của New Education vào năm 2022. Và đây là một trong những trường đại học trẻ tốt nhất trên thế giới, nằm trong top 100 những trường dưới 50 tuổi. Và vì là một ngôi trường rất là trẻ nên là cái cơ sở vật chất cũng như là các thiết bị nó rất là mới dành cho các bạn học sinh, và được đầu tư để các bạn có thể tiếp cận với công nghệ mà được cập nhật mới nhất. Và đây cũng là ECU thì là một trong những trường đại học công lập hàng đầu với chất lượng giảng dạy, xếp hạng 6 năm liên tục theo khảo sát của chính phủ Úc, VILT. Đây là một cái khảo sát rất là uy tín. Và ngoài ra thì các bạn cựu sinh viên của ECU, ECC thì đánh giá chất lượng giảng dạy 5 sao trong suốt 15 năm liên tục. Thì đây là một cái thành tựu rất là đáng tự hào của ECU khi mà nhắc đến về chất lượng giảng dạy của trường và cái sự quan tâm cũng như là hệ thống hỗ trợ dành cho các bạn học sinh từ cái việc là từ công việc làm này, cái việc thực tập này, vân vân, nhiều dịch vụ khác. Và ngoài ra thì với một số ngành cụ thể thì ECU, ECC cũng được đánh giá cao, ví dụ như khối ngành kinh doanh và kinh tế thì là nằm trong top 250 trên thế giới, cũng theo Time Higher Education. Và với khối ngành kỹ thuật là một khối ngành rất là trọng điểm của bang Tây Úc thì nằm trong top 175 trên thế giới. Thì đây là những cái ranking dành cho một số chuyên ngành cụ thể, và nhất là một số chuyên ngành khác, và chẳng hạn như là hospitality, quản lý nhà hàng khách sạn, thì chương trình của ECU là một trong 75 chương trình tốt nhất trên thế giới. Thì đó là những cái một số ranking, mỗi một chuyên ngành thì sẽ có những cái ranking nhất định, và gần như là ECU thì là một ngôi trường được xếp hạng đầu ở Tây Úc với rất nhiều cái chuyên ngành. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ từng chuyên ngành, chị cũng rất là sẵn lòng chia sẻ với các bạn. Có bạn tìm hiểu một chuyên ngành cụ thể nào đó mới đặt câu hỏi cho chị. Ok chị. Dạ thì sau khi mà nghe chị chia sẻ về các cái ranking của trường thì em cũng rất rất là háo hức muốn chị chia sẻ sâu hơn về các cái chuyên ngành đào tạo của trường và ngành nào thì là thế mạnh mà ưu tiên cho các bạn sinh viên quốc tế chị ha. Ok, thì với ECC và ECU thì sẽ có một số chuyên ngành mà phổ biến với các bạn sinh viên quốc tế, sẽ chia làm từng khối riêng. Ở ECU thì sẽ có 8 trường chính đào tạo các chuyên ngành, ví dụ như một số ngành nổi bật sẽ là ngành cyber security, công nghệ thông tin này, an ninh mạng này, công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Thì đây là những nhóm ngành mà đặc biệt là sau dịch COVID-19 thì sẽ là những nhóm ngành tiềm năng, và chị nghĩ là có rất nhiều quốc gia cũng đã biết về xu hướng này rồi, và theo khảo sát của các tạp chí kinh tế nổi tiếng trên thế giới thì đây là cái nhóm ngành mà tiềm năng trong vòng 10 năm tới. Và tiếp theo thì không thể kể đến là cái khối ngành mà là một trong lĩnh vực rất quan trọng của Tây Úc là engineering, khối ngành kỹ thuật. Bên cạnh đấy thì như ở đầu chị có chia sẻ đó là bang thành phố Perth là một cái ngôi nhà của rất là nhiều cái trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ y tế, cho nên là những khối ngành như là nursing, khối ngành về
chăm sóc sức khỏe này, luyện tập sức khỏe này và y tế công á, là những khối ngành rất là quan trọng của mà ECU đang offer dành cho các bạn học sinh. Và một ngành không là một ngành thế mạnh nữa, đó là khối ngành về truyền thông và một khối ngành về truyền thông này, khối ngành về thiết kế và khối ngành về tâm lý. Thì Sophia của chúng ta ngày hôm nay là một trong những bạn sẽ học khối ngành này, và một ngành mà các bạn học sinh Việt Nam đi học đa số ở ECC á, là khối ngành về thương mại. Thì sẽ có các cái chương trình bachelor về thương mại này, du lịch, nhà hàng, khách sạn này, khối ngành quản lý dự án, hệ thống thông tin, cũng như là khối ngành luật marketing. Và bên cạnh đấy là một khối mà cũng sẽ là khối ngành mà tiềm năng trong vòng 10 năm tới, đó là khối về bảo vệ môi trường, và một khối ngành về đó là giáo dục. Và một cái điểm đặc biệt của ECU nữa mà có lẽ là các bạn Việt Nam chưa học tập nhiều, nhưng mà đây là một ngành rất là nổi tiếng của ECU, là khối ngành về nghệ thuật biểu diễn. Thì các bạn biết diễn viên đóng vai Wolverine trong X-Men đúng không? Thì bạn anh đấy là cựu sinh viên tốt nghiệp tại ECU. Thì ở ECU có trung tâm biểu diễn nghệ thuật Tây Úc, là nơi mà đào tạo cái khối ngành nghệ thuật biểu diễn. Thì đấy là một số cái khối ngành chủ đạo tại trường Edicowan University, và thực chia làm 8 trường chính. Thì gồm có trường khoa học xã hội nhân văn, trường kinh doanh và luật, trường kỹ thuật công nghệ, trường y và chăm sóc sức khỏe, trường đào tạo y tá và hộ lý, trường đào tạo các khối ngành về khoa học tự nhiên, trường sư phạm, và như chị vừa đề cập đó là cái học viện nghệ thuật biểu diễn Tây Úc. Thì là những cái chuyên ngành chính tại ECU, và sẽ có cả những chương trình cử nhân, chương trình chuyển tiếp từ cao đẳng lên cử nhân, chương trình thạc sĩ và chương trình chuyển tiếp từ chương trình chuyển tiếp cho đầu vào thạc sĩ. Cái lựa chọn của các bạn học sinh rất là linh hoạt. Dạ, thì em thấy là quả thật là trường có rất là nhiều khối ngành cho các bạn học sinh quốc tế để lựa chọn luôn. Và các bạn cũng có rất là linh hoạt trong việc lựa chọn khối ngành. Và đặc biệt là những cái thông tin chia sẻ của chị thì khá là chi tiết về các khối ngành rồi. Thì em nghĩ là các bạn học sinh nào mà có quan tâm tới các khối ngành của trường Edicowan thì có thể để lại tin nhắn trong phần voice chat để mà Thảo cùng với lại chị Vân Anh sẽ hỗ trợ các bạn trong phần hỗ trợ trả lời. Và đặc biệt là khi các bạn nào muốn tìm hiểu về khối ngành marketing thì có thể hỏi trực tiếp với Sophia, tại vì Sophia là đã học về khối ngành này rồi, chắc chắn là sẽ mang đến cho các bạn cái cảm nghiệm là trung thực nhất, là dễ thương nhất khi mà mới bắt đầu và bước vào khối ngành này. Thì tiếp theo thì chị có thể cho em hỏi về cái yêu cầu đầu vào nè, học phí nè, và đặc biệt là một cái vấn đề mà các bạn học sinh quốc tế rất là quan tâm đó luôn, đó là một cái các cái chương trình học bổng dành cho các bạn. Thì chị có thể chia sẻ lần lượt các cái thông tin này cho các bạn được không ha? Ok, thì cái yêu cầu đầu vào của trường á, thì sẽ là chị sẽ chia sẻ yêu cầu đầu vào với trường đại học trước nhé. Thì với trường học á, thì yêu cầu đầu vào sẽ là Ben 3, tức là yêu cầu sẽ là IELTS Academic khoảng 6.0, không có kỹ năng nào dưới 6. Thì đây là cái yêu cầu gọi là căn bản, và hoặc là những cái bằng cấp tương đương như là Pearson Test hoặc là TOEFL vân vân. Ngoài ra thì đấy là nếu mà các bạn, và sẽ có với đó là với tiếng Anh, còn với điểm GPA thì sẽ là yêu cầu GPA của lớp 11 hoặc lớp 12 là 7.75 đối với trường bình thường, và sẽ là 7.25 đối với trường chuyên. Tuy nhiên nếu mà các bạn không đáp ứng những cái nhu cầu ở những cái yêu cầu đầu vào đấy thì không vấn đề gì cả, các bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng cái lộ trình học tập cũng như là bị kéo dài thời gian, mà các bạn có thể học pathway tại ECC là ở trường cao đẳng để chuyển tiếp lên năm thứ hai của đại học. Thì yêu cầu của trường cao đẳng sẽ dễ chịu hơn, với IELTS thì sẽ là 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5, và đó là để vào năm 1. Và cái yêu cầu của GPA sẽ là 6.0. Thì chị nghĩ là cái yêu cầu này nó sẽ không quá khó với các bạn học sinh, và cái hỗ trợ thì các bạn sẽ khá là các bạn ở khi học tập tại ECC á, thì sẽ được thầy cô theo dõi sát sao cái lộ trình học tập của các bạn, với cái thời khóa biểu học tập và các lớp học tương tác lớn để cho các bạn quen với môi trường, và cái, những cái tín chỉ mà tích lũy tại ECC thì sẽ được tính vào cho trường đại học. Thì đấy là cái điểm thuận lợi cho các bạn. Thì một số học bổng á, thì hiện tại thì tại ECU sẽ có một số học bổng như là học bổng dành cho các bạn học online, thì học bổng sẽ lên đến từ 20% lên đến 30% trên học phí. Và cái mức học phí áp dụng á, thì sẽ là nếu mà học phí thông thường tại ECU á, thì sẽ là khoảng 15.900 đô Úc một học kỳ, và
với khi mà áp dụng học bổng này thì chỉ còn lại 11.000 đô các đô Úc thôi, thì khoảng một năm sẽ là 23-24.000 á, thì là cho học phí, thì đây là cái mức mình học phí khá là dễ chịu khi ở Tây Úc. Và ngoài ra thì học phí tại cái học bổng tại ECU thì sẽ áp dụng qua 4 năm luôn. Là với trường đại học thì áp dụng qua 4 năm, với chương trình thạc sĩ thì áp dụng cho năm đầu tiên, thì đấy là một điểm rất là thuận lợi về học bổng để cho các bạn học sinh quốc tế. Và ngoài ra thì với trường cao đẳng thì sẽ có học phí hiện có cái học bổng hiện tại đang áp dụng thì các bạn sẽ được giảm 5.000 đô Úc trên cái học phí văn bằng năm thứ hai, và sẽ có học bổng 10 tuần tiếng Anh cấp tốc và có giá trị lên đến 4.500 đô dành cho những bạn mà kết hợp học chương trình tiếng Anh với chương trình diploma hoặc là chương trình đầu vào thạc sĩ của tại ECC. Thì đấy là những cái học bổng hiện tại đang áp dụng, và thông thường khi có update thì chị cũng sẽ thông báo cho các bạn. Và nó cũng được cả những thông tin này thì cũng được cập nhật trên website của ECC và ECU. Rồi thì chắc chắn là khi mà có cập nhật và thông báo mới về học bổng cho các bạn thì chị Văn Anh sẽ hỗ trợ cùng với Hằng Lương để mà đưa các cái thông tin học bổng mới nhất đến cho các bạn. Thì sau khi mà nghe chia sẻ những cái chia sẻ rất là hot về học bổng rồi, thì em muốn hỏi thêm chị về cái đời sống sinh viên của các bạn khi mà học tại ECC hoặc là ECU, và cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì có ảnh hưởng gì tới các bạn sinh viên quốc tế hay không? Dạ. Cảm ơn câu hỏi của Thảo. Thì chị sẽ chia sẻ một chút về điều kiện ăn ở nhé. Thì mọi người có thể xem một số hình ảnh ở đây. Thì đây là cơ sở vật chất tại ECU. Thì sẽ có một chỗ nơi ở gọi là ECU Village. Thì sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau vào mỗi khu học xá. Và sẽ trong campus thì sẽ có hồ bơi này, quán cà phê, phòng nghỉ dành cho sinh viên, và wifi thì miễn phí. Wifi là include trong cái chi phí rồi. Căn hộ thì sẽ có căn hộ nhiều giường hoặc là căn hộ một phòng ngủ. Và các bạn có thể đi bộ đến khuôn viên trường chưa đến 5 phút đi bộ. Hình ảnh ở đây là cái phòng mà mọi người có thể hình dung phòng ở ECU sẽ như thế nào. Và các bạn cũng sẽ có những cái lựa chọn thuê bên ngoài khuôn viên trường hay là ở homestay ở với người bạn xứ, thì những cái đấy thì cũng sẽ có public trên website của trường. Và với hiện tại thì mọi người cũng biết là nước Úc đã đóng cửa 2 năm rồi, đúng không, gần 2 năm, thì các bạn học sinh chọn học online rất là nhiều, thì việc học online thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái post-study work của các bạn. Cái này là theo thông tin trên website của chính phủ. Và bên cạnh đấy thì các bạn cũng sẽ tiết kiệm học phí hơn so với lại học khi sang bên kia học này. Cái đấy là một cái mà mình có thể nhìn vào mặt tích cực của việc học online. Và cái chương trình học tập thì cũng linh hoạt, và các khóa học thì đáp ứng cái nhu cầu lao động và khả năng tự học cao. Và mọi người cũng sẽ thấy là thông thường cái cản trở duy nhất của lớp học online đó là cái múi giờ mà chênh lệch, thì cái này nó không phải là vấn đề đối với Perth, bởi vì chỉ cách Việt Nam một múi giờ thôi, nên là chị không nghĩ là sẽ có ảnh hưởng nhiều đến các bạn quyết định học online. Và thông thường thì các bạn học sinh nếu học tại ECU chẳng hạn thì các bạn có thể join vào ECU Virtual Connect và gặp các bạn học, hoặc là và có lẽ là lát nữa thì với việc học online thì có lẽ Trang sẽ chia sẻ được nhiều hơn. Và bình thường thì các bạn cũng có thể liên hệ qua cố vấn học tập để được hỗ trợ. Còn với những bạn mà đang học những năm cuối thì sẽ có bộ phận Career Hub để giúp các bạn có thể hỗ trợ tìm kiếm và chuẩn bị những cái kỹ năng để các bạn có thể apply tìm kiếm một công việc phù hợp. Và mọi người cũng sẽ thấy có một cái con số chúng ta có thể lưu tâm, đó là có hơn 21.000 việc làm thêm chỉ riêng tại Junaluk thôi. Cho nên là cái việc mà các bạn đi làm thêm, giả sử nếu các bạn đang ở bên kia, thì chị nghĩ là nó cũng không quá khó khăn cho các bạn. Dạ. Thì từ nãy tới giờ thì chị Văn Anh cũng đã hỗ trợ để chia sẻ rất là nhiều cái phần cho các bạn sinh viên quốc tế rồi. Thì đầu tiên là những cái ranking của trường này, về trường ECC và ECU, rồi học phí, yêu cầu đầu vào, đặc biệt là các chương trình học bổng cũng như là các cái chính sách hỗ trợ của sinh viên quốc tế. Đặc biệt là cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì là một cái yếu tố rất là hot trong cái việc quyết định đi học của các bạn. Thì Thảo nghĩ rằng là sau khi nghe chị Văn Anh chia sẻ xong thì các bạn có ý định tìm hiểu về Edith Cowan College hoặc Edith Cowan University, các bạn đừng ngần ngại mà liên hệ ngay với Hằng Lương, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn có thể kết nối trực tiếp với chị Văn Anh để mà được tư vấn trực tiếp để hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình là chuẩn bị hành trang đi du học sắp tới. Thì tiếp theo là một cái phần khá là hấp dẫn đây, đó là cái phần chia sẻ của bạn Sophia, đó là bạn Thùy Trang. Thì không biết là Sophia đã sẵn sàng để chia sẻ với các bạn các thông tin chưa ha? Sẵn sàng. Rồi ok ha. Thì đầu tiên là chị muốn hỏi Sophia một số câu hỏi như sau. Đầu tiên là thì cơ duyên nào mà em biết tới Hằng Lương, và đặc biệt là cơ duyên nào mà em biết tới trường ECC ha?
Thật ra lần đầu tiên em biết tới Hằng Lương là hồi em học cấp 2, là em có ý định du học sinh trước. Và lúc đó thì kiểu như là gia đình em thì không có rành lắm về mấy cái thủ tục du học này kia. Thì tình cờ thì em có một người quen biết tới Hằng Lương và đã giới thiệu em tới công ty của mình. Và thằng thằng Lương đã hỗ trợ em trong việc làm hồ sơ nhập học trường trường của sinh các kiểu. Và tới năm năm ngoái, khoảng cỡ năm ngoái, thì lúc đó là em chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 bên sinh, thì em có ý định là du học tiếp ở Úc cho cái hệ đại học của mình. Thì một lần nữa em lại quay về Hằng Lương và cũng nhờ các anh chị tư vấn về trong các khâu chọn trường và kiểu như là làm hồ sơ visa các kiểu. Ok, cảm ơn rất là những cái chia sẻ rất là dễ thương của Sophia. Thì cho chị hỏi tiếp theo là tại sao em lại chọn cái trường này, và em thấy là trường này thì có cái sự gì, cái đặc điểm gì khác biệt so với các cái ngôi trường khác mà em đã được tìm hiểu ha? Lý do mà em chọn trường này thì chắc là phải nói về cái lĩnh vực mà em muốn theo đuổi trước. Đó là em luôn muốn học ngành truyền thông. Và em biết Úc là một cái đất nước rất là mạnh về công nghệ cũng như là truyền thông các kiểu. Và em thấy lúc em thấy trường ECU cũng như là ECC rất là mạnh về lĩnh vực này. Đặc biệt là trường sẽ hỗ trợ học sinh sinh viên các thiết bị cơ sở vật chất rất là hiện đại, và nó sẽ là một cái bổ trợ rất là hữu ích cho em sau này. Trước đó em cũng tìm hiểu về trường và thấy có những cái đánh giá rất là tốt, giống như là chị Vân Anh chia sẻ hồi nãy là trường được công nhận năm sao về chất lượng giảng dạy cũng như là cái sự hài lòng của học sinh sau khi tốt nghiệp và trong 15 năm liền luôn, và đó là một cái thành tựu rất là lớn. Và em cũng cảm thấy là trường ECU có một cái môi trường rất là năng động và sáng tạo, thì em nghĩ đó là một cái đặc điểm nổi bật so với những cái trường khác. Và thầy cô cũng rất là nhiệt tình với học sinh nữa, kiểu như là họ luôn khuyến khích mình đặt ra câu hỏi và đừng ngại. Với lại em thấy một đặc điểm nữa cũng rất là hay, đó là trường trường có những cái chính sách rất là thân thiện đối với học sinh quốc tế, kiểu như là họ rất là khuyến khích học sinh quốc tế qua qua cái môi trường của họ, cũng giống như là họ luôn có những cái nhiều chính sách học bổng để hỗ trợ cho trong việc học. Rồi, nhân đây thì chị cũng muốn em chia sẻ thêm một tí xíu về cái chuyên ngành em đang học, và đặc biệt là em có nhận được học bổng của trường ECU không ha? Hiện thì em đang học tại ECC bằng diploma và ngành truyền thông và sáng tạo. Sau đó thì em sẽ chuyển tiếp lên ECU và học hệ cử nhân ngành truyền thông, và đặc biệt là chuyên về lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Về học bổng thì em đã đạt được một cái học bổng 10% cho năm 2 của ECC, và một học bổng nữa là 20% khi mà em chuyển tiếp vào ECU. Và mới đây thì học ngay cái học kỳ 2 gần đây thì em vừa được một học bổng 1.000 đô nữa. Và cũng còn rất nhiều học bổng nữa mà các bạn có thể tham khảo. Em nghĩ là nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về học bổng của các trường thì các bạn có thể lên trang web của trường và tìm cái mục scholarship, cái phần học bổng á, thì sau khi click vào đó và thấy những cái tiêu chí đề mục của từng cái học bổng, thì sau đó các bạn sẽ kiểu như là hiểu được cái tiêu chí đó và có thể vạch ra cho mình một cái kế hoạch học tập hợp lý để sao mà mình đạt được cái học bổng đó.
Ok, rất là cảm ơn những cái tip và của bạn Thùy Trang dành cho các bạn khi mà muốn tìm hiểu về học bổng. Thì chị xin bổ sung một tí xíu thôi, là nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu về học bổng này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Hằng Lương, thì Hằng Lương sẽ hỗ trợ kết nối với các bạn để liên hệ với các trường để mà hỏi về các cái chính sách học bổng cho các bạn. Nhân đây thì vẫn có, khi mà có chị Vân Anh ở trong đây thì các bạn cũng có thể liên hệ để hỏi về các phần học bổng của trường. Thì như chị Vân Anh cũng đã chia sẻ, và nếu các bạn có nhu cầu thì muốn hiểu rõ hơn thì các bạn có thể liên hệ ngay trong webinar ngày hôm nay để mà được hỗ trợ thêm. Thì tiếp theo là một cái phần khá là quan trọng luôn. Thì sau khi mà nộp vào trường và được nhận rồi á, thì tiếp theo là quá trình xin visa. Thì em cảm nhận như thế nào mà khi mà em có kết quả đậu visa ha? Ôi em mừng lắm luôn. Kiểu như là tại vì em rất là háo hức, tại vì đó giống như là một cái bước đệm đầu tiên để mà em đi qua Úc, thì em cũng rất là vui và cảm thấy may mắn, bởi vì cái quá trình duyệt visa của em khá là nhanh, chỉ có 1 tháng rưỡi thôi. Wow. Rồi, thì sau khi có visa rồi nhé, thì hiện tại là em đang học online đúng không? Đúng Ừ. Thì như các bạn cũng sinh viên quốc tế cũng có khá là lo lắng về vấn đề học online, tức là thứ rồi. nhất là bởi vì sự chênh lệch múi giờ này, cái thứ hai là khi mà các bạn học online thì các bạn sẽ không có tiếp thu kiến thức bằng khi các bạn trên ngôi trường giảng đường. Thì không biết là suy nghĩ của Thùy Trang về vấn đề này như thế nào ha? Mới lúc đầu thì em cũng có suy nghĩ là giống như là em thích học trực tiếp trên trường hơn, bởi vì em cũng sợ là học online thì nó sẽ không có hay bằng khi mà mình học trực tiếp. Nhưng mà bởi vì tình hình dịch mà nên là cũng không còn cách nào khác, nên là họ học online thôi. Với lại học online có một cái hay, có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm được thời gian, có nghĩa là cùng lúc bạn học, khi mà như là bạn học trực tiếp trên trường luôn, nhưng mà cùng lúc đó bạn có thể tiết kiệm được thời gian và cái khoản chi phí, như là chi phí sinh hoạt, chi phí nhà ở các kiểu. Vì bạn bạn học ở Việt Nam mà, nhưng mà bạn vẫn được học chương trình ở Úc. Về cái chênh lệch thời gian thì em nghĩ nó sẽ không không là vấn đề, bởi vì chỉ chênh lệch 1 tiếng thôi, có nghĩa là ở Tây Úc thì sẽ đi trước mình 1 tiếng, và nó sẽ không quá là khó khăn đâu. Chỉ là bạn Trang dù rất là ít tuổi nhưng mà bạn có cách nhìn rất là thực tế và chuẩn về việc học tập online cũng như là lên kế hoạch ấy. Thì chị thấy đấy là một cái, có lẽ đó là một trong những cái yếu tố mà để cho Trang có thành tích tốt như vậy, vì Trang có toàn chỉ nhìn thấy những cái điểm tích cực của việc học online thôi. Thì thực ra chúng ta cũng có thể cùng sơn và chúng ta có thể, nhiều bạn thì cũng có thể là trì hoãn kế hoạch của mình đúng nào, nhưng mà Trang thì đã chọn cách là chúng ta cứ học tiếp tục và mọi chuyện nó sẽ, mà may mắn một phần nữa là cũng có phần may mắn, thì kế hoạch của Trang nó hoàn toàn suôn sẻ. Thì chắc là trong thời gian tới là Trang có thể sang Úc được rồi và ở campus của chúng ta học được. Thì mặc dù là học online đó, nhưng mà chị tin chắc rằng là với cái sự nhanh nhạy của em cũng như là cái tư duy của em, thì chắc chắn là em sẽ có những cái kiến thức phù hợp và đặc biệt là sẽ có thành tích cao trong cái thời gian sắp tới. Thì vậy thì không biết là em có chuẩn bị những cái kế hoạch gì cho tương lai của em chưa ha? Là sau này ví dụ như là khi mình đi sang Úc là bao giờ đi nè, rồi khi mà sang đó thì sẽ phải cần chuẩn bị những cái hành trang gì cho tương lai, và đặc biệt là em có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn sinh viên không ha? Em hy vọng là sắp tới mình sẽ được qua Úc, bởi vì Úc trong giai đoạn kiểu như là consider cái kế hoạch mở border vào cuối tháng 1 và cỡ đầu tháng 2, thì giữa tháng 12 này thôi thì bên trường em cũng như là chính phủ sẽ thông báo, đưa ra cái thông báo chính thức. Và em hy vọng là mình được may mắn, mình sẽ được qua đó. Về những gì mà em chuẩn bị thì em nghĩ rõ ràng nhất vẫn là cái việc học online, bởi vì em chọn học online để nó không bị chậm tiến độ, giống như là chậm kế hoạch khi mà em qua Úc rồi. Ngoài cái việc học chính quy ra thì em cũng có đọc thêm và kiểu như là trau dồi thêm những cái kỹ năng mềm cần thiết trong cái chuyên ngành của em. Tốt quá. Vậy thì em cho chị hỏi là không biết là sau cái quá trình làm hồ sơ với Hằng Lương này, quá trình mà Hằng Lương hỗ trợ cho em xin visa này, quá trình Hằng Lương hỗ trợ cho em làm việc với trường, thì em cảm thấy như thế nào về dịch vụ của Hằng Lương ha?
Em cảm thấy rất là hài lòng về dịch vụ của Hằng Lương, vì lần đầu cái này là lần thứ hai em trải nghiệm dịch vụ của Hằng Lương rồi. Lần đầu tiên là em khi mà em làm hồ sơ khi mà đi du học bên Sinh. Em cảm thấy các anh chị tư vấn viên ở Hằng Lương rất rất là nhiệt tình luôn, kiểu như là mình có câu hỏi gì là các anh chị trả lời rất là nhiệt tình đó, bất kể thời gian luôn. Và trong cái khâu chuẩn bị hồ sơ rồi visa các kiểu thì các anh chị cũng rất là chuẩn bị đầy đủ, rồi giải thích các thứ đầy đủ, rất là đầy đủ cho mình và để mình chuẩn bị. Wow. Thì em có nhắn nhủ gì cho những bạn mà đang có ý định du học giống em không ha? Tại vì thật sự chị thấy trong cái thời dịch bệnh Covid này, nhiều bạn đã tạm gác cái ý định du học lại, hoặc là các bạn cũng không muốn là học online, hoặc là các bạn muốn tạm thời cái ý định đó nó sẽ dừng lại tới khi nào mà dịch bệnh ổn định. Và thật sự thì cũng không biết rằng khi nào dịch bệnh ổn định. Thì em có thể nhắn nhủ gì cho các bạn đang có ý định muốn tìm hiểu về du học và muốn đi du học không ha? Đầu tiên thì em nghĩ quyết định đi du học đối với ai đó, em nghĩ đó là một cái quyết định rất là dũng cảm. Và chắc chắn là trên cái con đường đi du học thì sẽ có rất là nhiều khó khăn xảy ra, và nhưng mà em nghĩ là sau cùng cái thứ quan trọng vẫn là mình giữ được cái sự quyết tâm và cái nỗ lực của mình để mình tỏa sáng trên chính con đường mình đi thôi. Và một điều nữa em cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn, và cái điều này cũng đúc kết trong cái kinh nghiệm du học của em luôn, là mình khi mà mình đi du học thì mình cứ trải nghiệm đi. Mình cứ nắm bắt những cái cơ hội, cho dù là cơ hội về học tập, về công việc hay cái gì đó, thì vẫn là cứ trải nghiệm. Nhưng mà tất nhiên là vẫn cần một cái sự phân bổ thời gian hợp lý, bởi vì việc học vẫn là quan trọng. Nhưng mà chỉ có trải nghiệm nhiều thì mình mới biết là mình giỏi cái gì, mình thích cái gì và mình không giỏi ở điểm nào. Nên là với lại em cảm thấy là hầu như các bạn ở Việt Nam á, thì sẽ bị gò bó hơn về cái mặt thời gian, bởi vì cái nhịp sống ở Việt Nam rất là nhanh á, thì mình sẽ không có nhiều thời gian để mình khám phá bản thân mình. Thì khi mà đi du học sẽ là một cái cơ hội tốt để mà mình khám phá bản thân mình nhiều hơn nha. Rồi ok ha. Thì sau khi mà nghe những cái chia sẻ của Thùy Trang thì chị tin chắc rằng là những bạn mà đang có ý định tìm hiểu về du học và đi du học thì chắc chắn là sẽ liên hệ ngay thôi. Và chắc chắn là sẽ, nếu như mà có được thì sẽ hỗ trợ để mà kết nối trực tiếp với Thùy Trang để mà được nghe những cái chia sẻ của em khi mà trong cái quá trình học. Thì không biết là nãy giờ thì chị cũng có hỏi em về Hằng Lương này, về ACC này, thì không biết là em có câu hỏi nào đặt ra cho đại diện trường là chị Văn Anh không ha? Hiện tại thì em không có câu hỏi nào lắm. Chị nghĩ là Trang sẽ không có câu hỏi nào đâu, bởi vì Trang đã chuẩn bị rất là kỹ và chị có thể thấy là Trang rất là chủ động. Về ngày hôm nay thì là lần đầu chị gặp Trang thôi, nhưng chị nói rất là chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, trong việc là chuẩn bị mọi cái và có cái sự trưởng thành rất là lớn. Thì chị nghĩ là và ngoài ra thì thực ra là trên website của ECC và website của ECU á, cũng sẽ có một mục là để cho các bạn chat với lại các cựu học sinh, thì nó cũng rất là dễ và luôn có người trực để nói chuyện với các bạn. Thì bên cạnh sự hỗ trợ của chị thì các bạn cũng sẽ có sự hỗ trợ trực tuyến từ các thành viên khác của ECC và ECU. Thì chị nghĩ là những bạn học sinh trong tương lai các bạn cũng có thể tham khảo những điều đó, và chắc chắn là Hằng Lương cũng sẽ liên kết Trang và chị nếu mà giả sử Trang có bất cứ câu hỏi. Dạ rồi. Thì em có nhận thấy một cái câu hỏi của bạn Hoài Anh trong cái phần chat box, là bạn đó muốn học khối ngành hospitality tại trường mình, và thì không biết là lộ trình học sẽ là như thế nào và cơ hội việc làm dành cho các bạn sau khi mà học xong và định cư thì sẽ là như thế nào, và đặc biệt là bạn muốn hỏi thêm về cái chính sách làm thêm dành cho sinh viên quốc tế. Dạ. Ok. Nếu mà về khối ngành về điều kiện đầu vào á, thì chị nghĩ là nó sẽ rất là tùy thuộc vào cái điểm. Nếu mà đầu vào trực tiếp thì như nãy cho chị có chia sẻ là các bạn sẽ cần có IELTS, hoặc là các bạn có thể thi Duolingo hoặc là TOEFL. Thì với tương đương với IELTS là 6.0, không kỹ năng nào dưới 5.5 đó, là cái yêu cầu đầu tiên. Thứ hai nữa là các bạn sẽ cần phải có
GPA tức là điểm của lớp 12 hoặc lớp 11 của các bạn sẽ ở khoảng tầm 7.75 trở lên và trường thường và 7.25 với trường chuyên. Đấy là với yêu cầu để là các bạn vào trực tiếp của ECU. Còn nếu mà các bạn không đáp ứng điều kiện đấy thì các bạn có thể vào chương trình chuyển tiếp từ diploma của college và sau đấy thì các bạn chuyển lên trường đại học thì nó cũng rất là tốt. Về khối du lịch nhà khách sạn á, thì chương trình của ECU nằm trong top 75 cái chương trình tốt nhất trên thế giới. Thì bởi vì nhà campus ở Perth ấy, thì có rất là nhiều khách sạn hàng đầu có trụ sở ở đây và các bạn sẽ có sự kết nối trong giữa của trường và ngành công nghiệp rất là nhiều, thì cái cơ hội thực tập của các bạn cũng lớn này. Và ngoài ra thì số lượng việc làm thêm cũng có một số lượng đáng kể để các bạn có thể apply. Thì cái quy định về giờ làm việc á, thì các bạn có thể làm 40 giờ một, trong vòng 2 tuần thì các bạn sẽ tự phân bổ 40 giờ này theo quy định của chính phủ thì sẽ là như thế. Thì các bạn có thể tìm trên website của chính phủ thông tin đó. Thì chỉ là cái chi phí để đi làm thêm có thể làm cái phần khi mà các bạn đi làm thêm thì cái phần mà thu nhập các bạn có được nó sẽ cover phần nào chi phí đời sống bình thường của các bạn. Và cũng cho quan trọng hơn là các bạn sẽ có cơ hội để các bạn được làm việc thực tế, trải nghiệm cái môi trường thực tế thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn học sinh. Thì đấy là câu trả lời của chị dành cho khối ngành du lịch nhà khách sạn. Rồi có một câu hỏi tiếp theo của bạn Hằng dành cho Thùy Trang. Thì câu hỏi của bạn là giữa du học Perth và du học ở New South Wales thì tại sao bạn lại quyết định chọn Perth? Mình chọn Perth thứ nhất là vì nó gần với Việt Nam, cũng giống như là việc tiện cho di chuyển cho đến tất cả các đất nước khác luôn. Cái thứ hai là cái múi giờ của nó cũng không có chênh lệch quá nhiều như là ở New South Wales. Thứ ba là vì đời sống sinh hoạt ở đây nó rất là yên bình và cả chi phí sinh hoạt và đi lại nó cũng thấp hơn rất nhiều so với ở New South Wales. Ok, rất cảm ơn những cái chia sẻ của Thùy Trang. Dạ vậy thì với quan điểm của chị Văn Anh thì chị nghĩ như thế nào về câu hỏi này ạ? Chị nghĩ rằng là sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn học sinh và cái kỳ vọng của các bạn khi học tập. Thì như chị có chia sẻ thì Perth là một thành phố rất là đáng sống, nhất là nếu giả sử như các bạn có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, thì chẳng hạn như hen suyễn hay là những cái vấn đề liên quan đến bệnh đường hô hấp, thì ở thời tiết ở Perth nó rất là dễ chịu cho các bạn. Và đấy là một thành phố mà bình yên với nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí trong năm thì và yên bình và cái nền kinh tế đang đi lên. Và quan trọng hơn á, cái múi giờ nó không bị chênh lệch quá nhiều so với Việt Nam và cũng chỉ cách về giờ bay ấy, thì cách Việt Nam 6 tiếng thôi, thì chị nghĩ là thuận lợi cho các bạn đi lại. Và nhất là cái chuyên ngành thì thuộc vào cái chuyên ngành các bạn đang tìm kiếm, xem là cái khối ngành đấy là khối ngành nào. Thì có một số chuyên ngành ví dụ như là Thùy Trang thì bạn đã tìm hiểu một chuyên ngành đấy, bạn thấy rất là phù hợp với đại chính đạo. Thì những cái chuyên ngành khác của ECU và những ngành nổi bật thì các bạn cũng có thể tìm hiểu, và nếu mà nó phù hợp với các bạn thì chẳng có lý do gì chúng ta không chọn, đúng không nào? Và thêm một cái nữa thì đúng là như Trang chia sẻ là chị khá là ngạc nhiên khi Trang chia sẻ như vậy, bởi vì Trang có cách nhìn rất là thực tế về chi phí sống, chi phí ăn ở cũng như chi phí học tập. Thì đấy là một cái điểm cộng của Perth. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Kim Thành, thì câu hỏi này sẽ đặt ra cho Trang và cả chị Vân Anh luôn. Đó là ngành của bạn chọn, tức là ngành marketing á, thì có thực tập hay không và có được định cư sau tốt nghiệp hay không? Chị sẽ mời Trang trả lời câu hỏi đó trước ha. Đầu tiên thì cho mình đính chính lại là chuyên ngành của mình là truyền thông và cái lĩnh vực mình chuyên về là sản xuất phim ảnh chứ không phải là marketing, nhưng mà marketing cũng là một môn mình học trong cái khối ngành này. Theo mình nghĩ thì đối với tất cả các ngành ở ECU thì đều sẽ có cơ hội thực tập. Khi mà bạn lên năm 2 hoặc năm 3, trường sẽ cho bạn giới thiệu cho bạn những cái cơ hội để bạn học tập. Còn về định cư thì em nhớ là Perth có cái chính sách là sau khi sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân thì mình có thể ở lại 3 năm làm việc
Thì trong lúc đó là mình có thể kiểu như là tìm tìm cơ hội thêm để mình định cư, bởi vì em không rành lắm về kế hoạch định cư. Cái này chắc để chị Vân Anh nói. Rồi ok ha. Dạ. Rồi em mời chị Vân Anh ạ. Liên quan đến định cư thì thực ra là chị cũng sẽ không thể chia sẻ, bởi vì những thông tin về định cư các bạn có thể tìm kiếm trên website của chính phủ, và thường thì sẽ phải được cung cấp bởi các chuyên viên tư vấn định cư có license. Thì tuy nhiên mà như Trang vừa chia sẻ đã, là sẽ là sau khi mà các bạn học tập tại nhất là chương trình cử nhân chẳng hạn, thì các bạn có thể ở lại, thông thường thì sẽ là 2 năm với các thành phố khác, và với thì là ở khu vực regional thì các bạn có thể ở lại lên đến 3 năm. Thì trong thời gian 3 năm đấy các bạn có thể làm việc, đầu tư phát triển các cái kỹ năng của mình, và các bạn có thể xây dựng cái CV của các bạn để chúng ta và xây dựng sự nghiệp ở đấy. Thì cái việc định cư nó sẽ là cái điều mà nó đến sau các cái bước đó, tức là khi mà các bạn đã hoàn thành những bước đó rồi thì nó là một cái bước rất là nó sẽ là cái bước cuối cùng để các bạn tiến đến. Và quan trọng hơn là cái chuyên ngành các bạn đang tìm kiếm nó là phải là chuyên ngành thế mạnh không. Ví dụ như là Trang thì Trang đã chọn một chuyên ngành mà Trang cảm thấy là ở ECU là một nó mạnh, và các bạn có bạn sẽ có cơ hội để thực tập vân vân. Thì chị nghĩ là đây là một cái ưu điểm của ECC và ECU, bởi vì cái việc kết nối giữa các mạng lưới các trong cái ngành công nghiệp của trường rất là lớn, và trường sẽ chuẩn bị những cái kỹ năng của cho các bạn để mà ready khi mà các bạn đi làm. Chẳng hạn như nếu các bạn học marketing đi thì sẽ các bạn sẽ được làm quen với hệ thống, những cái thiết bị này, những cái và cái mạng lưới mà các bạn sẽ được sử dụng trong tương lai khi mà các bạn đi làm. Thì đấy là những cái điểm rất là cần thiết, chỉ như vậy. Để rồi thì tiếp theo là Thảo có nhận được với câu hỏi là học online nếu mà không hiểu bài thì làm sao, và có thể xin học lại buổi đó và nghe lại buổi đó được hay không? Thì đây là câu hỏi của bạn Hoàng Lan. Nếu như mà bạn học online và bạn không nắm chắc cái lý thuyết thì bạn vẫn có thể email thầy cô về những cái câu hỏi mà mình có trong cái buổi học đó, và thầy cô lúc nào cũng rất là sẵn sàng. Theo theo như mình thấy sau khi học 2 kỳ online thì thầy cô rất là nhiệt tình và sẵn sàng luôn, họ luôn khuyến khích mình đặt ra những cái câu hỏi, và nếu như bạn không hiểu gì hết thì họ vẫn có thể giảng lại cho bạn hết luôn. Và có một cái rất hay là bởi vì tụi mình học dùm Zoom nên là thầy cô rất là hay ghi 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 hình lại cái buổi học đó, nên là nếu mà bạn vẫn chưa hiểu sau khi kết thúc buổi học thì bạn vẫn có thể mở cái video đó lên và xem lại. Rồi, thì có thêm một câu hỏi dành của bạn Ngọc Tâm đặt cho Trang. Thì có thể là chắc là cái phần chia sẻ của Trang rất là trưởng thành, rất là cái tư duy của bạn rất là độc lập, nên là có rất là nhiều bạn có để lại câu hỏi cho Trang. Thì chị xin phép đọc câu hỏi của bạn Ngọc Tâm ha. Thì tại sao Trang lại quyết định học Úc sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông mà không phải là các quốc gia khác, ví dụ như là Mỹ, Canada hoặc là một số quốc gia khác, vì có rất là nhiều quốc gia để lựa chọn đi du học. Theo như mình chia sẻ ở phần vừa rồi thì bởi vì mình thấy Úc là một cái quốc gia rất là mạnh về công nghệ cũng như là truyền thông, và thêm nữa là vì Úc rất là gần Việt Nam và kiểu như là ba mẹ mình thì không muốn mình đi du học ở xa quá, nên là mình đã quyết định chọn Úc là địa điểm tiếp theo mình học. Rồi ok ha. Thì để chị check lại thêm một số câu hỏi mà các bạn đặt ra ở bên dưới. Rồi, thì có một câu hỏi cho chị Vân Anh là chị có thể chia sẻ lại giúp em về các cái chính sách học bổng dành cho các bạn sinh viên quốc tế tại trường Edith Cowan College, Edith Cowan University được không ạ? Hiện tại thì các học bổng dành cho các bạn á, thì mọi người có thể coi trên website, chỉ cần đơn thuần là gõ ECU hoặc là ECC Scholarship thôi thì nó sẽ hiện ra cho các bạn. Như về bạn thì học bổng sẽ lên đến 30% cho mỗi năm với bậc cử nhân.
Và đấy là nếu mà các bạn học online, và khi mà các bạn học ở trực tiếp ở học thực tế ở Úc á, thì các bạn sẽ được giảm 20%. Cái này là dành cho các bạn sinh viên Việt Nam mà có thành tích tốt. Bên cạnh đấy thì các bạn cũng sẽ có những cái học bổng khác, như là Trang vừa chia sẻ những cái học bổng mà Trang có thể có, hoặc là với trường cao đẳng thì khi các bạn học chương trình diploma kết hợp với chương trình tiếng Anh chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ được trường khuyến khích bằng cách là trao cái học bổng với chương trình học tiếng Anh, thì các bạn sẽ không cần phải trả phí cho chương trình tiếng Anh. Thì đấy là những cái ưu điểm của việc mà các bạn học trường cao đẳng lên đại học. Thì đấy là một số học bổng mà hiện giờ trường đang cung cấp vào năm cho đến năm 2022. Rồi, cảm ơn chia sẻ của chị Vân Anh. Thì không biết là bạn đã hài lòng với câu trả lời của chị Vân Anh chưa ha? Nếu mà chưa hài lòng thì chúng ta có thể về một cái buổi phòng riêng để mà được hỗ trợ tư vấn 1-1. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn gặp bạn Trang thì hoặc là chị Vân Anh thì chúng ta có thể set up một cái phòng riêng để mà được hỗ trợ tư vấn 1-1. Tiếp theo thì Thảo có nhận được một câu hỏi là của bạn Quang, là theo mình biết thì múi giờ Việt Nam và Úc cách nhau là khoảng 4 tiếng. Vậy thì cái việc học online như vậy thì nó có gây khó khăn gì cho Trang không? Thì Trang có thể Trang và chị Vân Anh thì có thể đính chính lại câu hỏi này với các bạn được không ha? Bởi vì tùy thuộc vào địa điểm thành phố thì nó sẽ cách nhau chênh lệch nhiều hay ít. Thí dụ như mình học tại Perth thì Perth chỉ cách Việt Nam chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, thì nó không là khó khăn đối với mình. Chị nghĩ là bạn nói cách 4 tiếng là bởi vì bạn đang nhắc lên các thành các bang khác và các thành phố khác. Ở phía bên bờ đông thì sẽ chênh lệch múi giờ nhiều hơn. Đúng rồi. Rồi thì rất là cảm ơn cái câu hỏi và cái sự chia sẻ của Trang và bạn của chị Vân Anh. Thì sau cái buổi webinar ngày hôm nay thì không biết là chị Vân Anh và bạn Trang thì sẽ cảm nhận như thế nào ha? Chị rất là vui khi có dịp gặp Trang, là một học sinh tương lai của ECC và ECU. Thì chắc chắn là chị sẽ có dịp để gặp lại Trang trong tương lai, và hy vọng là sẽ là gặp ở Perth. Và chị cũng rất là cảm ơn Hằng Lương đã tổ chức chương trình ngày hôm nay, và để cho chị có thể chia sẻ thông tin về trường, cũng như là nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến trường, hoặc là liên quan đến cách mà các bạn chọn một ngành nghề chẳng hạn, như là nếu các bạn có thể tự tìm hiểu như Trang thì rất là tốt. Chị hết sức là khi sinh viên của chị tìm hiểu rất là tự tìm hiểu và tìm hiểu rất kỹ như thế. Còn nếu các bạn có gặp bất cứ khó khăn gì trong việc chọn ngành, hoặc là các bạn đang băn khoăn giữa chọn ngành này hay ngành này, thì chị nghĩ là vì chị đã làm việc với học sinh sinh viên rất là nhiều năm và cũng đã làm việc với cả các trường đại học ở Canada cũng như là Úc, thì chị có thể chia sẻ với các bạn và hướng dẫn cách các bạn chọn ngành nghề cho phù hợp. Thì cái đó là những cái mà chị rất là vui lên để chia sẻ với các bạn, và cảm ơn thằng Lưu rất là nhiều tại sao chị có thể ngày hôm nay chia sẻ với các bạn. Rồi, ok, dạ cảm ơn chị. Thì không biết là Trang thì sau buổi mấy cái đường ngày hôm nay thì em có cảm nhận như thế nào ha? Em rất là vui cũng như là biết ơn vì Hằng Lương đã cho em một cơ hội chia sẻ cái kinh nghiệm học tập của mình, mặc dù mới học 2 kỳ thôi, nhưng mà đó là những gì em muốn chia sẻ đến với các bạn. Và nếu các bạn có những cái câu hỏi nào thêm, hoặc là muốn tìm hiểu thêm, thì các bạn có thể kết bạn với mình để mình có thể chia sẻ thêm những gì mình biết về trường cho các bạn, hoặc là có thể liên hệ đến chị Vân Anh hoặc là Hằng Lương trong việc lựa chọn ngành du học, hoặc là tìm hiểu những cái cơ hội hoặc là trường ở Tây Úc. Rồi, thì Thảo thay mặt cho Hằng Lương xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới chị Vân Anh cũng như là Trang đã tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Và Thảo tin chắc rằng là với những cái chia sẻ về chuyên môn của chị Vân Anh nè, và đặc biệt là những cái thông tin chia sẻ rất là hữu ích cũng như là rất là gần gũi với các bạn sinh viên luôn, thì Thảo chị tin là các bạn sẽ có cái quyết định phù hợp cho cái việc đi du học của mình. Và nó các cái thông tin trong buổi ngày hôm nay chia sẻ thì đầu tiên là một cái kinh nghiệm từ một cái người đi trước, cái thứ hai là sẽ là một cái hành trang vững chắc cho các bạn trong cái quá trình sau này. Thì có lẽ là thời lượng của buổi webinar ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc rồi. Thì các bạn có bất kể câu hỏi nào muốn đặt cho Hằng Lương, đặt cho Trang hoặc là đặt cho chị Vân Anh, thì các bạn có thể gửi lại cho Hằng Lương để Hằng Lương hỗ trợ liên hệ với Trang và chị Vân Anh để giải đáp các câu hỏi cho các bạn. Đặc biệt là sau phần này thì các bạn nào có muốn tư vấn 1-1 cũng như là được gặp gỡ trực tiếp với hai nhân vật
sáng giá ngày hôm nay của chúng ta, thì các bạn có thể join vào một cái phòng riêng để mà được hỗ trợ tư vấn trực tiếp một một. Xin cảm ơn chị Vân Anh và Trang một lần nữa. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chị Vân Anh và Trang thì có thể gửi lời chào tất cả các bạn đang theo dõi buổi livestream cũng như là ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn sớm. Chị rất là hy vọng có thể gặp các bạn trong cái buổi chia sẻ một số.